quý vị, đây là hầu. Hà hầu, hầu 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 bạn. Ở đây người ta hay gọi là con hầu bạn, hầu vạ. Cái con này là cứ phải lặn xuống biển thì mới đục có lên được. Ngày hôm nay đang ở khách sạn đây là Le Blanc. Khi mà đến với chúng tôi ấy, thì quý vị sẽ được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ. Thực ra là nó cũng nhiều người biết rồi, hải sản biển khu vực đây rất sẵn, nhưng có nhiều thứ sẽ tươi ngon, bơi sống. Và sắp tới là chúng tôi sẽ có một cái nhà hàng ở trên đồi trên bên kia nữa, nhìn view thẳng ra biển. Quý vị có thể vừa thưởng thức những món ngon, vừa đến với chúng tôi và một khu nghỉ dưỡng thật là tuyệt vời dành cho tất cả các quý vị. Và sau đây thì tôi sẽ ăn cái con hầu này cho quý vị xem. Hầu ở nhiều nước ấy, mà người ta thường thường nói là cứ ăn hầu là một người khỏe, hai người vui, vài ba người vui nữa. Ở đây là giữa khu 2 Đồ Sơn. Đấy. Khu 2 Đồ Sơn. Úi giời ơi. Wow. Đây. Wow. Wow. Yeah. Thật tuyệt. Ôi. To quá. Thơm quá. Đấy, nhưng mà ăn cái con hầu ấy thì là phải lấy được hết cái chân của nó lên. Chân này nó là quý, hơi lâu một tí nhưng mà phải lấy được hết. Tôi chả biết là người ta lấy cho mình ăn như kiểu gì, nhưng mà thôi tôi cứ cậy bằng tay này trông thì nó hơi mất vệ sinh một tí, nhưng mà đẹp lắm rồi. Thèm lắm rồi. Ê, cho một tí tương ớt này, tương ớt chả biết. Thôi thì nó cũng là sản phẩm công nghiệp, cũng vẫn ăn được. Một ít cái nước chấm tôi tự làm này. Được. Giờ ăn nhá. Quên, chỉ mà ăn làm tí bia. Ăn hải sản thực ra có người thích uống rượu, có người thích uống bia, tôi uống tí bia thôi nha. Wow. Quý vị hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ có những giây phút thoải mái như thế này. Cảm ơn quý vị rất nhiều.